Xin chào các bạn đang xem kênh Kim Tiền Vlog của mình. Thì hôm nay Tiền sẽ quay tháp Trầm Hương ở Nha Trang, Khánh Hòa cho các bạn xem nè. Tháp Trầm Hương thì ban đêm nhìn rất là đẹp luôn nè các bạn. Tiền quay bên đây đường á, nhìn nguyên cái tháp luôn nè. Các bạn thấy chưa? Đẹp long lanh luôn. Tiền đứng bên đây đường thì quay mới rõ. Cũng có nhiều người ta đến để chơi. Tiền đi qua nè các bạn, trước cái tháp Trầm Hương có nước này các bạn, cái giống như là kiểu thác nước vậy các bạn. Sâu nè các bạn, ở đây chụp hình chắc đẹp lắm luôn á nè các bạn. Đó. Ban đêm rất là đẹp luôn. Mình đi lên này nè. Rất là đẹp luôn. Trước cái tháp Trầm Hương là cái biển Nha Trang á. Ở đây người ta có bán kẹo bông gòn nè các bạn. Rồi bông bún bay. Xung quanh tháp ban đêm rất là đẹp luôn. Bé xô. Ban đêm á ta lại tháp ta chụp hình các kiểu cũng đông lắm các bạn nè. Xung quanh tháp Trầm Hương thì có nhiều bạn ta đến đây chơi nè. Hình như là Tiền thấy các lượng khách mà người ta tham quan du lịch Nha Trang á rất là đông luôn các bạn. Ban đêm á rất là đông vui luôn. Tháp Trầm Hương này thì nó nằm giáp biển luôn, giáp biển Nha Trang nè. Ban đêm cực đẹp luôn. Tiền đứng phía này là nhìn cái tháp Trầm Hương rất là rõ luôn nè. Xa xa Tiền thấy cái gì ta? Tài Thiên. Đó. Các bạn có thấy Tôn Ngộ Không chưa? Xa xa nè. Tài Thiên ngồi bấm điện thoại nha các bạn. Các bạn có thấy không? Tôn hành giả, giả hành tôn. Đó, Tôn Ngộ Không á, Tôn Ngộ Không á, ngồi trước cái tháp Trầm Hương. Bạn thấy không? Bây giờ Tôn Ngộ Không cũng khác hồi xưa, ngồi lướt sóng đó.